cứ phà hả? Cái phòng này một ngày dọn hả? Một chục lần. Không bao giờ sạch. Nè, con vẽ đi, con vẽ đi. Tô, tô màu đi. Hôm qua là cái cuốn tập đó là... Nè con, lại đây nè, lại đây tô nè, lại đây nè. Nè, là ghế. Là ghế. Cái cuốn tập này là được bà hàng xóm tặng đó cô chú. Cái quà Noel của Chay đó mà bà để cho tới giờ thì Chay về hôm qua bà mới đem qua bà tặng á. Bà nói tao nghe tiếng hai mẹ con mày về nên nay tao đem quà qua. Cho tặng cho Chay cái đầm, hai cuốn tập vẽ với lại một cái giấy dán á, cái sticker á. Mermaid. Con ấy, đúng rồi, cái đó là cái gì đó, nàng tiên cá. Đúng rồi. Màu đó màu gì á? Màu phải. Đúng rồi. Mắt đúng rồi, mắt cá đúng rồi. Đuôi cá đâu? Đuôi cá. Miệng cá đâu? Miệng cá. Đúng rồi, đuôi đâu? Đuôi. Con có biết cái đuôi cá là cái nào không? Đây nè, đuôi cá nè. Đuôi cá nè. Đuôi cá. Đúng rồi. Coi sơn coi tô kiểu gì á. Bị ngược rồi, bị ngược rồi. Ngược rồi. Ngược rồi. Ba rồi. Ba chưa có đi làm. Ba đi làm để làm gì? YouTube bảo bảo. Hả? Dạ rồi. Ra đi đi làm, đi 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 làm để làm cái gì? Chuốt. Kiếm tiền gì? Đi làm chuốt. Kiếm tiền mua gì? Chuốt rồi. Ra đi đi làm kiếm tiền mua gì? Chuốt. Mua sữa. Chuốt. Cho ai? Đây. Đúng rồi. Chay có thương ra đi không? Chay. Nước rồi. Cô Chay có thương ra đi không? Được. Tô tầm bậy tầm bạ không. Đuôi đâu, đuôi cá đâu, chỉ mẹ coi đuôi cá đâu. Ừ. Đâu phải, đuôi cá, cái đuôi con cá. Đuôi cá. Đuôi cá đâu? Cá. Đúng, cá. Đúng rồi. Nữa. Nữa hả? Ố ô. Ố ô. Thì sao con? Dạ. Con muốn gì? Dạ. Con muốn mẹ đi với con hả? Con nói đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Đi với con. Chín ơi con. Đi. Đi đâu? Dạ. Đi vô đây dễ với chay hả? Dạ đi con. Dạ. Mẹ ngồi đây con có vui không? Vui. Đúng rồi. Dạ nữa. Cái đó cái đuôi đó. Đuôi. Cái đó là cái đuôi cá đó. Dạ. Ừ, đuôi cá đó. Nữa. Nữa hả? Mà con tô tầm bậy quá à. Nám. Cái đó cái gì mẹ con không biết nữa. Nám. Con đang tô màu gì á? Màu gì? Màu gì? Không phải. Màu gì vậy? Màu không phải luôn. Không. Màu gì? Purple. Đúng rồi, màu tím. Tím. Con nói mẹ ơi. Nói mẹ ơi cho cô chú nghe coi. Nói mẹ. Đuôi cá đâu, đuôi cá đâu? Hello, đuôi cá. Đúng rồi. Hello, đuôi cá hả? Hello, ba với mẹ. Hello gì? Hello, hello nàng tiên cá. Con ngồi chứ chân nhón không tới luôn. Mà hồi nãy con ăn sáng con ăn cái gì vậy? Trứng. Ăn trứng hả? Xong rồi. Xong chưa? Đẹp không? Đẹp. Dạ đẹp. Nữa nữa. Nữa đi, nữa đi. Ý là nó còn chỗ đó chưa sơn á. Chưa tô á. Trời. Xong chưa? Nè. Xong chưa? Nè. Chưa nè, nữa nữa. Còn chỗ này nè. Nữa nữa. Cái đó là cái tóc đó, tóc của nàng tiên cá đó. Tiên cá. Tóc đó. Dạ nữa. Nữa nữa.
Ui tay quá, cái tay quá lâm vậy sao? Đá. Con không có được sơn lên ra ngoài. Con chỉ sơn trong cái vòng này thôi à, cái vòng đen đen này thôi chứ. Tóc. Tóc bò. Tóc bò bò đúng rồi, mà đuôi đâu? Đuôi cá, đuôi cá đâu? Đuôi cá hay. Không, đuôi cá đâu, nhìn đàng hoàng. A B C D E F G coi. Mắt. Mắt đúng rồi. Gì? Sao sự bể rồi. Bể gì? Bể ô chín rồi. Không phải gỡ ra, có bị ta ra ta đâu. Ta đâu. bị ta đâu. Đây này mày gỡ ra cho. Dạ con. Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Giúp con. Giúp con. Please. Mình về mình buồn. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Mày chay có lì không? Đấy rồi. Đấy rồi. Gì? Trời. Đi. Để điện thoại xuống hả? Điện thoại xuống rồi sao mẹ quay chay được? Hả? Sao mày quay chay cho cô chú coi được? Nè chó. Chó. Chó đâu? Cái đó đâu phải. Tóc. Có. Tóc của nàng tiên cá. Chú chó. Tiên cá. Dạ rồi. Nè, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Gì vậy? Ngon không? Không. Ngon hả? Thôi, thôi. Nữa. Không. Kẹo. Không phải kẹo. Yêu. Ăn cái đó vô đau bụng á. Sưng môi hả? Bye bye. Bye gì? Không mệt quá chị ơi. Chết. Ngon. Ngon không? Trời ơi trời. Ba đi làm kiếm tiền mua gì? Trời tôi mệt bà quá bà ơi. Ngon. Ngon ăn đi. Ghê, cắn. Ghê quá. Cắn gì? Thôi ghê ghê. Xỉu ghê ghê. Xỉu ghê ghê. Muốn mày bậm môi lại đó. Thôi thầy đừng ngay đừng. Đừng nữa. Hai thầy ba đầy vú vô coi. Thôi đừng có ăn nữa chay ơi. Chay. Không ghi xỉu rồi. Ghi ghi xỉu rồi hả? Dạ. Happy birthday. Con gì hết. Sao về đây mà đất thấy ghi ghê dữ vậy? À, về đây xong coi tướng mày coi tướng kìa ba sữa coi gì sữa gì ai vẽ tại sao chạy vẽ đó hả tại sao chạy vẽ hết cái tường nhà mẹ rồi. Tại sao chơi làm đúng như vậy? Đúng rồi, sữa à. Rồi. Cái gì? Tại sao con vẽ? Daddy sữa rồi. À, Daddy đi làm kiếm tiền mua sữa à hả? Dạ. Ừ. Daddy sữa rồi. Giờ ngủ chưa? Ngủ. Giờ chịu đi ngủ chưa? Đó, 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 đó. Chi vậy? Chay, nó rớt xuống cái bập cây đây.
Đừng có cà khịa quá nha Trai nha. Đó, đừng có tắt đèn. Tắt đèn rồi sao mẹ quay cho cô chú coi. Mở đèn lên. Giỏi. Té. Trời, nó không trời. Tôi đứng thì tôi nấu ăn, còn nó kìa. Trời đất ơi. Xe bà tay đây mày coi coi. Đưa cô chú coi coi. Neo. Neo xả đẹp không? Đẹp. Trời đất ơi. Trời ơi, coi kìa. Đưa đưa coi coi. Neo. Không có ai mà. Neo xin neo. Neo cái gì mà neo? Đẹp đẹp. Đẹp đẹp neo hả? Trời ơi, nó còn đẹp neo nữa. Đẹp neo mới nè. Con có biết vậy là dơ lắm không Chay? Chay đi. Không có đẹp. Trời ơi, nó đẹp quá. Mẹ không thấy gì đẹp hết, mẹ chỉ thấy toàn dơ không thôi. Neo, neo. Neo xong rồi. Neo xong rồi hả? Con nói không, móng tay. Con nói đi móng tay. Còn. Trời ơi trời.